Dạ hello, hello, tóc hơi thấp. Tóc thấp thì lát chị giật lên được em. Mấy em ơi đừng có chỉnh tóc chị nữa. Chị chỉnh mấy lần nó rớt tóc của chị. Tóc chị tóc thiệt mà nó dính vô da đầu á, cái lâu lâu nó hay bị ruột lắm em, nên mấy em đừng có quánh giá gì cái tóc tai chị nữa, tội nghiệp chị nha. Mô Phật, mày vô đây mày đi mày coi livestream của tao hay là mày đi chùa vậy con ha? Coi An Khang Mu Ly vậy nè, mày coi livestream hay là mày đi chùa? Mày vô đây mày mô Phật, ai trong đây mà mày mô Phật? Trời đâu, coi cái livestream của người ta đi đi bóng gió, còn mày mô bóng cái gì, tự nhiên mày làm như mày đi chùa vậy, mày mô Phật. Trời ơi, Phật pháp để cho mày dở hả con Hà Bá, hả con nghiệp đời. Trời đó coi là trời, cái dòng như mày ngang hang hang. Tôi cho 77 42 con ngựa bánh áo rồi chạy ra chạy vô 47 lần nha. Xe chim cho Su, thấy ghê quá, xe live chim nha, chứ đừng có xe chim cho quý vị nha. Xe live chim quý vị ơi. Rồi cái đầu like này nè, em xin nhắn nhủ nhẹ tới một cái con nghiệp đời dương mang ha. Đây shipper nhà em người ta rất là cực rồi, người ta rất là cực rồi nha quý vị nha. Đây thưa quý vị, con này tên là Nhóc Bụi, Nhóc Bụi nha, đó tên là Nhóc Bụi, tên nó là Nhóc Bụi nha. Số điện thoại là 0903 318418, điện thoại kìa 318418, địa chỉ là số 12 đường 11 phường Thảo Điền quận 2 đó, nó ở quận 2 nha quý vị nha. Đây shipper nhà em giao qua tới luôn, giao tới nhà luôn. Lúc mà shipper của nhà em đang bên Bình Thạnh ha, đang bên Bình Thạnh thì gọi điện thoại alo hẹn đó, 7749 7742 rồi 77492, biết đâu tưởng 7742 má ơi, ai mà rành. Rồi quý vị, cái bắt đầu ha, hẹn nó là lúc đó nó ở bên quận 2, hẹn thì nó ok, nó nói là ừ vậy giao qua đi. Tới khi shipper nhà em giao qua tới nơi, đóng cửa kìa, đa giao qua tới nơi, giao qua tới nơi luôn, nó nói về quận 9 rồi, nó nói về quận 9 rồi, nó kêu thôi hủy đơn đi. Ủa sao con lết tháng đi, hồi nào lẹ vậy, không báo người ta vậy từ đầu, thôi biết đi quận 9 thì thôi người ta đừng có kêu giao qua, sao kỳ vậy hả? Kêu qua đã hành người ta, hành shipper người ta, người ta chạy người ta giao qua tới tận mình đó, rồi cuối cùng á mình không chịu chịu giao, mình không chịu nhận. Từ quận 2 qua chưa được 15 phút nữa nó nói về đến quận 9, nó về quận 9 rồi. Vậy thì tao hỏi chứ, lúc mà người ta ở Bình Thạnh đó, người ta gọi người ta hỏi đó, sao không nói là ở đang quận 9 hoặc là đang nói từ quận 2 qua quận 9, mà nói đang ở quận 2 này giao qua đi. Trần Duy Anh bà nội mày tên hello ấy gì mà lên hello hoài, từ từ lưu lưu ship hóc môn nhiều, ship hóc môn 30 nha. Su thi ráp việc đi, thi ráp việc rồi đậu luôn rồi sao cái gì nè. Cho xin bảng giá có hộp tròn tròn, có hộp tròn tròn, mốt chị đặt cái hộp hình cánh én nha, chị đặt cái hộp hình cánh én nha ha. Còn mấy chị đặt cái hộp con bướm bướm, chị ịnh con bướm vô mặt mấy má BD nha, mấy má BD nào mà vô nhào vô đây mà cứ hộp tròn chị ịnh vô mặt tụi em nha, tụi em vừa vừa thôi tụi em ơi, mấy con quỷ ô. Xe live stream đi mấy em ơi, xe live đi, xe live đi. Hiện tại là mới có 89 lượt xe thôi, thì mình đồng cam cộng khổ ha, giúp đỡ lẫn nhau. Amen, mày làm như mày đi nhà thờ vậy, vô đây amen nha. Hồng xinh quá, ai xinh? Phải nói là Su xinh quá chứ Hồng xinh quá gì. Cố tình bơm đó em, đúng rồi, em nghĩ là cái con đó cố tình bơm đó, thiệt sự luôn. Rồi 89 lượt xe rồi, mỗi người bấm cái coi chợ 500 mấy chục người, thì người bấm cái mua cũng được, không mua cũng không sao, hiểu không? Thì bấm ủng hộ Su Su cái quý vị nha, bấm xe một cái ủng hộ Su Su tinh thần là tôi livestream ha. Rồi một lát nữa Su Su nói chuyện xong Su Su sẽ bán hàng, bán hàng mà giá cực kỳ rẻ luôn nha. Tròn tròn giống Su Su là gì, cái gì tròn? Rồi đây nè, bây giờ em vô em đọc comment, nãy giờ không có đọc comment nhiều, quý vị thông cảm ha. Bây giờ bắt đầu đọc comment nha quý vị nha. Rồi ôi ra cái con đó tức, đọc mà tức. Rồi thêm mấy má gửi cho tôi coi cái con quỷ gì đó làm sổ ok chị, mà có quỷ nó gọi hoài, có quỷ à. Trời ơi, Tước dễ sáng. Hello mọi người, xin chào mọi người. Những ai BD mình comment BD, ai OMO comment OMO gì mà sâu nha. Ăn quánh miếng son cho mình bớt miệng bóp nghiệp nè. Quánh rồi, son quánh rồi nha em. Bán cho em cái càng gì theo 20 đó nghe nè, tiệm tạp hóa gần lắm cưng. Em lết ra cái tiệm tạp hóa đi mua em chị đi ha. Tới nổi mà cái cặp điện thoại mà cùi liền không đi mua được mà lên đây mua online. Tóc ba quỷ tóc nó rụng rớt cái bản họng. Trần Duy Anh BD bà nội cha mày chứ BD. Trời ơi. Share live stream đi quý vị ơi. Đó, những ai chưa chia sẻ like mình chia sẻ dùm Sô Tô nha. Hiện tại để coi có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Quý vị ơi, rồi chia sẻ lên 300 lượt chia sẻ, sale một cái sản phẩm giảm 50%. Đúng rồi, khách quen không có gọi chốt đơn anh ơi. Khách nào khách quen không có gọi chốt đơn nha anh ơi. Khách quen không có gọi nha. Rồi hello chị lấy em thử 20 bịch bánh tráng mà 2 tiếng hết trơn rồi. Cảm ơn Ngọc Hân nha, cảm ơn Ngọc Hân nha. Ngọc Hân bán cái băng rôn trên đầu. Ok em, cái băng rôn này chị bán luôn nha em nha. Giống công chúa Queen quá. Ok, giống không? Đó, giống công chúa chưa? Susu bữa nay nhìn cưng quá này, cảm ơn nha. Rồi quý vị ơi, chia sẻ livestream nha. Cái con đó thì có đọc tức giờ. Cái comment của con Nguyễn MC gì đó, mọi người có đọc không? Cái comment của con MC gì mà chửi bà Thủy Tiên á. Trời ơi, tôi nhìn mà tôi đọc mà tôi quạo, tôi đọc mà tôi tức dễ sợ. Mọi người coi clip mới của Susu chưa? Cái clip mặc áo đỏ đó coi chưa? Đã tao sát sanh muốn chết. Tao bán cái gì? Tao bán khô gà, tao bán khô mực. Con nào tao cũng giết hết trơn. Con tao sát sanh như vậy đó, mày lên mày đọc, mày để chú Đại Bi. Mày tính làm gì? Mày tính cho Phật Pháp trụ tao hả, làm cái gì? Trời ơi là trời, đây nè. Mực tôi cũng là sát sanh, cô gà tôi cũng sát sanh, cô bò tôi cũng sát sanh. Bò tao đâu phải làm giấy cạc tông ra đâu mà tao không sát sanh. Mày để comment cài kinh lên đây, mày nghiệp vừa vừa thôi nha. Rồi cảm ơn mọi người. Bán giá đựng đồ được không? Cái giá đựng đồ không có đựng được đồ, đựng được cái nghiệp của mình nghe. Vũ Thái nha, Vũ Thái là giải thú Su, tên Su. Rồi nè, có người chúc Susu nè mọi người. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, tôi xin chúc chị em chúc Susu luôn vui cười như hít khí N2O, bay bổng như H2, bình tĩnh như N2, thăng hoa như L2 và hiện hậu như H2O. Happy one day. Hiểu gì chết liền. Chúc cái gì vậy? Nói nghe là chị ngu, chị học quá rất là ngu nha các em. Chị ở lại quá 1 năm đó, thật sự. Su là vậy, là bà Su là bóng kính nha, chứ không phải bóng chúa nha. Thôi thôi lên bán quý vị ơi. Trời ơi, để có bao nhiêu lượt xe rồi nè. Lên 1000 người coi coi quý vị. Rồi lên sale rẻ đầu like quý vị ha. Sale rẻ đầu like đi, món mới luôn nha. Dạ, đặt hàng để lại số điện thoại và giùm em. Anh chị nào đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Nha, đây. Dạ đây